và các bạn đang theo dõi Chuyển động 360, nơi cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong ngày. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đang được quan tâm. Thưa quý vị, tối qua 28 tháng 4 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31. Tới dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, các vụ thuộc Bộ, các liên đoàn bộ môn thể thao, các vận động viên, huấn luyện viên tham dự SEA Games lần này. Đây là sự kiện tạo đà tâm lý để các vận động viên bước sang giai đoạn mới, quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất tại đại hội. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với hơn 1.300 thành viên, trong đó có gần 1.000 vận động viên. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Đoàn Thể thao Việt Nam dự sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á với số thành viên đông đảo như vậy. Thay mặt Đoàn Thể thao Việt Nam, vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng hứa sẽ nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao nhất, với tinh thần thể thao cao thượng để đạt thành tích tốt nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc. SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 tới tại Việt Nam với 40 môn thể thao, 526 nội dung thi đấu, sẽ được tổ chức tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận. Đây là kỳ SEA Games thứ 2 mà Việt Nam đăng cai sau lần đầu tiên vào năm 2003. Chính phủ vừa quyết định bổ sung cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào danh sách các cửa khẩu quốc tế đường không cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực tại nghị quyết số 79. Theo đó có 8 cửa khẩu hàng không cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, gồm cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định về việc công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển của Việt Nam. Như vậy, với 10 bến cảng được bổ sung, số bến cảng biển toàn quốc hiện đạt con số 296. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hàng năm tổ chức cập nhật trình Bộ Giao thông Vận tải công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định. Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp để chống thất thu thuế, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm của công chức. Hàng quý có báo cáo đánh giá kết quả chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, kết quả thanh tra các hồ sơ người nộp thuế khai bổ sung nhưng không thay đổi giá chuyển nhượng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị số 08 về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đáp ứng đầy đủ chỗ học cho học sinh, không để xảy ra hiện tượng quá tải ở các trường, quy mô đúng quy định, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia để khắc phục những hạn chế tồn tại của những năm học trước. Đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã huy động cả hệ thống chính trị tham gia lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thi tuyển sinh năm 2022, tuyệt đối không để tình trạng có cơ sở giáo dục tuyển sinh vượt chỉ tiêu do tuyển sinh trái tuyến gây bức xúc cho người dân và dư luận xã hội. Theo thông tin từ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 12 tháng 5 tới đây sẽ diễn ra phiên xét xử sơ thẩm với cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường cùng 6 đồng phạm trong vụ án VN Phạc Ma. Trong cáo trạng nêu, có hơn 800.000 hộp thuốc tổng trị giá hơn 1,2 triệu đô la Mỹ được nhập khẩu, tương đương 26 tỷ đồng, nhưng được nâng khống thành hơn 2,5 triệu đô la Mỹ, tương đương với 54 tỷ đồng. Tiếp đến thì hơn 600.000 hộp thuốc giả sau đó được bán cho các doanh nghiệp, bệnh viện, giúp các bị cáo thu lợi bất chính hơn 31 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, ông Trương Quốc Cường khi phạm tội là Cục trưởng Quản lý Dược đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, thiếu giám sát dẫn đến việc có 6 trong 7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 giá trị hơn 148 tỷ đồng được nhập khẩu và tiêu thụ. Ông Cường nhiều lần được cảnh báo từ Bộ Y tế và lực lượng công an về thuốc giả nhưng bỏ qua, tiếp tục cho sản phẩm được lưu hành sử dụng. Đến ngày 10 tháng 12 năm 2021, ông Trương Quốc Cường đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Thưa quý vị, những bức ký họa được vẽ ngay tại chiến trường, thấm đẫm mùi khói lửa của chiến tranh được lưu giữ trong nhiều thập kỷ đã được chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để trưng bày trong triển lãm Ký họa kháng chiến miền Nam tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Và đây sẽ là điểm đến đáng chú ý tại Hà Nội trong dịp kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước.
là một họa sĩ chiến sĩ miền Bắc. Khi ngắm nhìn những bức ký họa chiến trường, họa sĩ điêu khắc Nguyên Dương đồng cảm sâu sắc với những gì mà các đồng đội phía Nam của mình đã trải qua. Trong hoàn cảnh gian khó, thiếu thốn họa cụ, người nghệ sĩ trong chiến trường không đơn giản chỉ là sáng tác, cầm cọ, cầm bút mà còn phải cầm súng, phải chiến đấu. Người họa sĩ, chiến sĩ đã chọn cách tranh thủ từng giây từng phút, ghi lại thật nhanh trang nhật ký chiến trường bằng ký họa. Có những ký họa màu sắc phai nhạt, những tờ ký họa rách góc và có cả những ký họa tận dụng mặt sau của tờ áp phích, tờ báo để vẽ. Bức ký họa về mặt chuyên môn, tức là cái thời gian không cho phép làm lâu, rất nhanh, thậm chí vừa vẽ vừa bị thương, vừa vẽ đồng đội hy sinh trước mặt, nên không cho phép để thai nghén một tác phẩm. Nên là để mà chọn ra một tác phẩm thì điều đó khó nói. Nhưng mà cái tuyệt vời, cái sức mạnh, đây là những ký họa thật sự ở trên trường. 70 bức ký họa trưng bày trong triển lãm đều là bản gốc, được các họa sĩ vẽ ngay tại chiến trường. Hình ảnh của những anh giải phóng quân, cô dân quân, những người phụ nữ miền Nam trung kiên, anh dũng. Hình ảnh những trận đánh, chăm sóc thương binh được tái hiện một cách sinh động, chân thực, phản ánh tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất, khát vọng hòa bình, tinh thần lạc quan của dân tộc. Đây là những cái minh họa sống động của cuộc chiến, về trực tiếp trên chiến trường, là mồ hôi, là nước mắt, kể cả xương máu. Có những họa sĩ, hiệp sĩ trong thời gian tham gia chiến đấu, tham gia sáng tác tại chiến trường cũng là hy sinh. Nhiều tác giả và nhân vật trong những bức ký họa đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Nhưng những bức ký họa chiến trường sẽ luôn là di sản vô giá được lưu truyền trong nhiều thế hệ. Thưa quý vị, Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định chính thức xác lập kỷ lục với nội dung sự kiện chế biến và công diễn 63 món ăn đặc sản tiêu biểu của 63 tỉnh thành và tạo mô hình bản đồ ẩm thực Việt Nam đầu tiên. Mô hình bản đồ này giới thiệu các món ăn đặc sản tiêu biểu của 63 tỉnh thành trên cả nước, quảng bá những giá trị ẩm thực Việt đến bạn bè quốc tế như cá kho trái rác Cà Mau, gỏi cá trích Kiên Giang, giò lợn hầm Artiso Đà Lạt, chả tôm Thanh Hóa, bánh cuốn Hà Nam, phở bò Nam Định. Đây là những món ăn do hơn 50 đầu bếp đến từ 3 miền Bắc, Trung, Nam tham gia chế biến, tạo dựng thành mô hình bản đồ dài hơn 20 mét. Việc xác lập thêm một dấu ấn mới cho ẩm thực Việt Nam cũng cho thấy sự đa dạng về nguồn tài nguyên ẩm thực, món ăn Việt Nam để có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tới tại Đà Nẵng, chuỗi chuyến bay khảo sát được tổ chức nhằm xây dựng bộ sản phẩm du lịch thưởng ngoạn Đà Nẵng từ trên cao bằng phương tiện máy bay trực thăng có tên gọi Đà Nẵng Helitour. Trực thăng sử dụng cho dịch vụ bay du lịch này nhập nguyên chiếc từ Hoa Kỳ. Các chuyến bay sẽ xuất phát từ sân bay Nước Mặn, quận Ngũ Hành Sơn. Du khách được ngắm nhìn các cảnh quan tuyệt đẹp của thành phố Đà Nẵng như non nước, năm cây cầu nổi tiếng dọc sông Hàn, chùa Linh Ứng, bãi biển Mỹ Khê, phố cổ Hội An. Đà Nẵng Helitour có hai gói tour chính, tour khám phá với thời gian bay 12 phút và tour chinh phục với thời gian bay 30 phút. Từ hôm nay 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc nhằm chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Trong các hoạt động dịp nghỉ lễ, nổi bật nhất là không gian chợ vùng cao với ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian của các cộng đồng dân tộc Dao, Mông, Thái, Tày, Nùng. Du khách đến đây không chỉ được trải nghiệm không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía Bắc, mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, sinh hoạt văn hóa với bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động về sản vật văn hóa dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian. Thưa quý vị, theo cơ chế đặc thù được Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành gần đây, học sinh trung học phổ thông chuyên của đại học này và học sinh trung học phổ thông chuyên trong cả nước từ học kỳ 2 lớp 11 sẽ được đăng ký học tích lũy một số học phần thuộc ngành đào tạo đại học của hệ thống các trường thành viên của Quốc gia Hà Nội. Vậy cụ thể cơ chế này như thế nào? Sự hưởng ứng của học sinh trường trung học phổ thông chuyên ra sao? Phần trình bày của biên tập viên Lệ Hà ngay sau đây sẽ cho quý vị hiểu rõ hơn về cơ chế này. Vâng, thưa quý vị, không còn mới với nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên thì ở Việt Nam,
Việc học sinh được học trước đại học thì lại là lần đầu tiên được triển khai. Không chỉ giúp học sinh được đào tạo theo hướng cá thể hóa mà còn giúp các trường đại học có thể đào tạo nguồn từ sớm. Tìm hiểu, cân nhắc để lựa chọn ngành học đại học cho dù mới chỉ đang học lớp 11, Lê Hoài Nam là một trong những học sinh đầu tiên trong cả nước sẽ được học trước đại học. Điều này khiến em rất hào hứng. Việc mà được học trước chương trình đại học khi mà đang ngồi trên ghế nhà trường của cấp bậc trung học phổ thông thì là một cái điều rất là tuyệt vời, khi mà có thể giúp cho chúng em khi đang là một học sinh phổ thông đã được tiếp cận các cái phương pháp học, các cái kiến thức phổ quát hơn, bao quát hơn, rộng lớn hơn của các anh chị đại học được học tập. Không chỉ có cơ hội hoàn thành sớm bậc đại học mà việc học trước còn giúp học sinh được tiếp cận với phương pháp học tập mới, nguồn kiến thức mới. Nhờ đó, việc đào tạo sâu kiến thức cho chương trình phổ thông cũng thuận lợi hơn. Ở trên đại học thì sẽ được học những cái kiến thức mà sâu hơn, kiến thức mà cấp 3 bọn con được sử dụng, thì bọn con có thể sử dụng những cái kiến thức đó vào mục đích là để học dự tuyển. Đánh giá học sinh được học trước đại học là bước đột phá và phù hợp với xu thế hiện nay. Ngoài đáp ứng mong mỏi cho học sinh có tài năng vượt trội thì còn giúp các trường đại học có nguồn đầu vào chất lượng cao từ sớm. Đối với những học sinh trung học phổ thông chuyên ấy, thì các bạn cũng đã được trang bị những cái kiến thức nâng cao, cập nhật cái kiến thức của bậc đại học. Vì vậy tôi nghĩ hoàn toàn là có thể là các cái học sinh này có thể đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo chất lượng của cái môn học. Các em đăng ký học thì hè rất đông. Bởi vì trường chuyên xã hội nhân văn vừa rồi á, là được mấy chục em là đạt Olympic học sinh giỏi đại học quốc gia và được giải nhì, giải ba học sinh giỏi toàn quốc. Thì những em đó chúng tôi cũng thấy rất vui là các em đó lựa chọn trường đại học khoa học xã hội nhân văn. Cho nên là chúng tôi cũng nghĩ đây là một cái điều quan trọng để trường xã hội nhân văn có cái nguồn đầu vào chất lượng cao, chính là từ trường trung học phổ thông chuyên. Vâng, thưa quý vị, trong khi học sinh chuyên thì hào hứng, các trường cũng tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh để tham gia chương trình này. Tuy nhiên, do lần đầu tiên triển khai nên cần có bước đi cẩn trọng và một lộ trình hợp lý. Trao đổi với giáo sư Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cho thấy rõ hơn về cơ chế này. Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình thông tấn. Thưa ông, tại sao Đại học Quốc gia Hà Nội lại đưa ra cơ chế đặc thù cho phép học sinh lớp 11 trường chuyên được đăng ký học trước chương trình đại học ạ? Thứ nhất là cái triết lý của Đại học Quốc gia Hà Nội là phát hiện, đào tạo nhân tài, phát hiện sớm những em có năng lực, có đam mê để từ đó để cử những cái chuyên gia giỏi nhất, những thầy tốt nhất, theo dõi được những cái sở trường, sở đoản của các em để tạo điều kiện cho các em được đào tạo theo cá thể hóa, các em sớm trở thành những cái chuyên gia trong những lĩnh vực mà các em yêu thích. Cái thứ hai nữa là cũng có một cái khảo sát là trên thực tế là trong trường chuyên lớp chọn thì các em có năng lực tiếp thu cũng như là tích lũy kiến thức rất tốt. Thì hầu hết là có rất nhiều em là đến năm lớp 11 thì về cơ bản trong chương trình phổ thông các em đã nắm vững hết rồi. Thì đấy là cái điểm mà chúng tôi rất là mạnh dạn mà áp dụng cái quy chế này. Vậy cơ chế đặc thù này thì đã nhận được cái sự hưởng ứng của học sinh cũng như là mang lại cái hiệu quả bước đầu ra sao thưa ông? Tức là trao đổi với lại trường Đại học Khoa học Tự nhiên để thành lập một lớp chuyên toán. Đồng thời đặc biệt là trường Đại học Công nghệ thì đã có một lớp khoảng 30 em đã tập hợp lại, và chủ yếu các em này là trong đội tuyển thi tin học quốc gia quốc tế. Và các em sẽ được tập hợp lại để các em học trước những môn như là nhập môn công nghệ thông tin, rồi lập trình cơ bản. Và các em đón rất là hào hứng. Thế và chúng tôi cũng rất là thận trọng. Chúng tôi cũng tổ chức lớp. Thế và đồng thời cho các em dự thính học trước những cái tiến chỉ. Đấy, những cái thời gian để các em có đam mê hay không, các em cảm thấy mình có phù hợp không, thì lúc đấy chúng tôi mới quyết định là thành lập lớp rồi mới thu học phí. Đấy, cho nên thực sự là cái việc mà tổ chức như vậy thì được sự hào hứng của cả thí sinh, của cả phụ huynh và có cả sự đam mê của những người thầy. Có thể nói là cơ chế này thì mang lại rất nhiều lợi ích cho học sinh có những cái năng lực vượt trội cũng như là mong muốn hoàn thành trước chương trình đại học. Tuy nhiên là tại sao mà Đại học Quốc gia Hà Nội lại chỉ lựa chọn đối với những cái em học sinh ở trường chuyên, trong khi thực tế thì có rất nhiều em có năng lực và cũng mong muốn tham gia chương trình này? Đây là lĩnh vực giáo dục đào tạo cho nên là phải có cái sự thận trọng, phải có cái bước triển khai thử nghiệm rồi tổng kết đánh giá. Bởi vì năm 11 là các em đã bắt đầu theo học đại học rồi thì như vậy phải đòi hỏi các em có cái năng lực tiếp thu rất tốt và các em phải học xong chương trình phổ thông sớm. Thế thì hầu hết các em ở trường chuyên, mà chí ít là đối với chuyên Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi biết rất chắc chắn có rất nhiều em đã tốt nghiệp sớm rồi,
Còn đối với các em ở các trường trung học phổ thông khác thì mặc dù năng lực có thể là có rất tốt, thế nhưng mà các em có thể là rất nhiều em chưa hoàn thành được hết cái chương trình trung học phổ thông. Đấy, thì đây là một cái điều mà chúng tôi sẽ lưu ý và chúng tôi tin là chúng tôi sẽ nghiên cứu để áp dụng để trong tương lai, trong khi một quá trình thử nghiệm đối với lệ chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như chuyên toàn quốc thu được những kết quả khả quan. Trân trọng cảm ơn ông. Thực tế, năng lực học tập của mỗi người là khác nhau. Vì thế, việc có sự phân hóa cho phép những học sinh đủ năng lực học vượt là một hướng đi đúng. Và với sự tiên phong của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, có thể coi là thí điểm cho ngành giáo dục. Sau này có thể nhân rộng chương trình ra các cơ sở đại học khác. Tiếp sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quốc tế. Ngày 28 tháng 4, giới chức Nga khẳng định việc các nước phương Tây vận chuyển vũ khí cho Ukraine gây nguy hiểm cho an ninh toàn châu Âu. Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh xu hướng vận chuyển vũ khí, trong đó có cả vũ khí hạng nặng vào Ukraine, là hành động đe dọa đến an ninh của toàn châu Âu, kích động bất ổn tại khu vực này. Tuyên bố của giới chức Nga nhằm phản ứng sau khi Ngoại trưởng Anh kêu gọi các đồng minh tăng cường sản xuất vũ khí để viện trợ cho Ukraine. Cùng ngày, với sự ủng hộ của liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do, cũng như Liên đảng Bảo thủ Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo, Quốc hội Đức ngày 28 tháng 4 đã phê chuẩn nghị quyết cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Động thái này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho chính phủ Liên bang Đức vận chuyển các loại vũ khí và hệ thống phức hợp, hiệu quả và hạng nặng cho Ukraine. Một số trường học ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã phải chuyển sang chế độ học tập từ xa khi ghi nhận các trường hợp học sinh mắc COVID-19 trong làn sóng lây nhiễm mới nhất. Trong gần một tuần qua, Bắc Kinh đã ghi nhận tổng cộng 138 ca nhiễm trong cộng đồng liên quan đến 8 quận, trong đó có 31% số ca nhiễm là học sinh của các trường phổ thông và mẫu giáo. Trước tình hình này, một số trường tiểu học, trung học cơ sở và mẫu giáo ở Bắc Kinh bắt đầu dạy học trực tuyến từ hôm qua. Trung Quốc đang ứng phó với đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất kể từ sau làn sóng thứ nhất đầu năm 2020. Thành phố Thượng Hải ghi nhận hàng chục ca tử vong mỗi ngày, trong khi thủ đô Bắc Kinh đã phải đóng cửa với các vùng lân cận có ca nhiễm. Lưu lượng khách du lịch trong dịp nghỉ lễ quốc tế lao động 1 tháng 5 ở Trung Quốc dự báo có thể sụt giảm tới 62% khi các biện pháp kiểm soát dịch đang được tăng cường. Tình trạng đứt gãy nguồn cung, đại dịch COVID-19 và xung đột ở Ukraine đã khiến giá các mặt hàng ở Đức tăng lên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Số liệu từ Cục Thống kê Đức công bố hôm qua cho thấy tỷ lệ lạm phát tại Đức trong tháng 4 đã tăng lên mức 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lạm phát cao nhất ở Đức kể từ mùa thu năm 1981. Nguyên nhân chủ yếu do tác động từ xung đột ở Ukraine khiến giá năng lượng, vật liệu thô và thực phẩm tăng mạnh. Hiện chính phủ Liên bang Đức đã tung ra hai gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ euro nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân. Trong các dự báo gần đây nhất, các nhà kinh tế không thể đưa ra được một viễn cảnh rõ ràng. Song nhìn chung vẫn nhận thấy trong năm 2022, tỷ lệ lạm phát trung bình của Đức sẽ ở mức trên 6%. Đây cũng sẽ là mức lạm phát cao nhất kể từ khi nước Đức thống nhất vào năm 1990. Trước đó, chính phủ Đức cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay xuống còn 2,2%. Trong khi đó, số liệu của chính phủ Mỹ công bố ngày 28 tháng 4 cho thấy tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý đầu tiên của năm 2022 đã giảm 1,4% do biến thể Omicron gây lây lan và chính phủ cắt giảm chi tiêu ảnh hưởng đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Theo Bộ Thương mại Mỹ, đây là lần đầu tiên GDP nước này sụt giảm kể từ khi nền kinh tế bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trong gần 2 năm qua. Nước Mỹ đang phải đối mặt với lạm phát ở mức cao kỷ lục trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phục hồi sau đại dịch COVID-19. Giá nhiên liệu cùng một số hàng hóa gia tăng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine và chuỗi cung ứng bị trì trệ. Những yếu tố này làm gia tăng quan ngại về nguy cơ kinh tế Mỹ rơi vào đợt suy thoái. Bộ Thương mại Mỹ nói rõ việc GDP giảm là hậu quả của nhiều yếu tố như đầu tư tư nhân suy giảm, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu giảm trong khi nhập khẩu lại tăng. Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ cùng ngày nhận định thị trường lao động nước này đang tiếp tục xu hướng tích cực khi mà đơn trợ cấp thất nghiệp đã giảm hàng tuần. Ông Putin nêu tiền lệ công nhận vùng ly khai Donbas. Ông Putin nói phương Tây từng ủng hộ Kosovo tuyên bố độc lập và đây là tiền lệ để Nga công nhận hai thực thể ly khai ở vùng Donbas. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26 tháng 4 tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Điện Kremlin để trao đổi về khủng hoảng Ukraine. Hai lãnh đạo thảo luận về tình hình thực địa và ông Putin giải thích cho ông Guterres lý do Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.
Tổng thống Nga nói với người đứng đầu Liên Hiệp Quốc rằng động thái công nhận hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk ở vùng Donbass dựa trên tiền lệ ở Kosovo, được thiết lập bởi một tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Tôi nhớ rất rõ quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế, trong đó tuyên bố rằng khi thực hiện quyền tự quyết, vùng lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào không có nghĩa vụ phải xin phép chính quyền trung ương để tuyên bố độc lập. Tổng thống Putin nói. Theo ông Putin, hai thực thể ly khai ở Donetsk và Lugansk xuất hiện sau khi người dân tại Donbass phản đối phong trào biểu tình Maidan do phương Tây hậu thuẫn năm 2014. Chính phủ Ukraine được thành lập sau phong trào biểu tình đó đã sử dụng biện pháp quân sự để đối phó, dẫn đến xung đột kéo dài 8 năm qua ở Donbass, Tổng thống Nga nói. Ông Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập của hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk tại miền đông Ukraine ngày 21 tháng 2, 3 ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước này với lý do phi phát xít hóa, phi quân sự hóa chính quyền Kiev cũng như bảo vệ người nói tiếng Nga ở vùng Donbass. Ông Guterres chỉ ra rằng Liên Hiệp Quốc vẫn chưa công nhận Kosovo là thực thể độc lập, mà coi đây là một phần của Serbia. Tuy nhiên, ông Putin nói Kosovo được phương Tây công nhận rộng rãi. Rất nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm các đối thủ của chúng tôi ở phương Tây, đã công nhận Kosovo. Kosovo được rất nhiều nước phương Tây công nhận là quốc gia độc lập. Chúng tôi cũng làm như vậy đối với các nước Cộng hòa ở Donbass. Ông Putin nói thêm rằng các nước Cộng hòa này sau đó đã yêu cầu Moscow hỗ trợ quân sự và Nga đã phát động chiến dịch ở Ukraine tuân theo quy định của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Ngoài thảo luận về luật pháp quốc tế và cơ sở pháp lý cho chiến dịch quân sự của Nga, ông Putin và ông Guterres cũng bàn về tình hình nhân đạo trên thực địa ở Ukraine. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc cho biết tổ chức này và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế ICRC sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân thường bị mắc kẹt cùng binh sĩ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol. Đây sẽ là chiến dịch sơ tán dân thường khỏi nhà máy. Nga đã nhiều lần bị cáo buộc cản trở hoạt động sơ tán. Mặt khác, Nga tuyên bố thiết lập các hành lang nhân đạo, những hành lang này không được sử dụng, ông Guterres nói. Tổng thống Nga đáp lại rằng dân thường vẫn bị mắc kẹt tại nhà máy Azovstal vì binh sĩ Ukraine không cho họ rời đi và biến họ thành lá chắn sống. Điều dễ làm nhất là để những người này ra ngoài, ông nói. Ông Putin nói rằng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc dường như nhận được thông tin sai lệch về hành lang nhân đạo do Nga thiết lập. Chỉ ra hơn 100.000 dân thường đã rời Mariupol thông qua các hành lang đó. Họ có thể đi bất cứ đâu, có người muốn đến Nga, có người muốn ở Ukraine. Bất cứ nơi nào, chúng tôi không giữ họ, chúng tôi cung cấp bất kỳ hình thức giúp đỡ và hỗ trợ nào, ông nói thêm. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Guterres tới Moscow kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc dự kiến tới Kiev ngay sau chuyến thăm Moscow. Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bày tỏ mong muốn đặt lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt và tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Ukraine. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.